Ngày 21 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy bãi phế liệu trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B. Trước đó khoảng 17 giờ chiều, khói lửa bốc lên từ bãi chứa phế liệu trong con hẻm đường liên ấp 1-2, xã Vĩnh Lộc B. Lửa gặp vật liệu dễ cháy trong tiết trời khô nên nhanh chóng lan rộng. Lửa kèm khói đen kịch bốc cao hàng trăm mét kèm theo mùi khét lẹt bao trùm khu vực, khiến người dân lân cận phải sơ tán ra khu vực trống để tránh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, không để cháy lan. Tới hơn 18 giờ, khói lửa vẫn bốc lên từ trong bãi phế liệu. Cảnh sát vẫn tiếp tục xịt nước để dập. Ghi nhận bãi chứa phế liệu có diện tích khoảng 200m², được quay bằng cọc sắt và che chắn bằng tôn. Vụ cháy làm toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi. Theo người dân, lúc xảy ra cháy, có thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở gần bãi phế liệu. Người phụ nữ này có vẻ mất phương hướng vì khói nên mọi người nhanh chóng đưa ra ngoài rồi đi đâu không rõ. Đám cháy cũng làm đường dây điện trên cao bị đứt, rớt xuống đường, nhiều nhà dân mất điện.